Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chết rồi mấy bạn ơi, bây giờ phải làm sao đây anh em ơi? Anh em nhìn đằng sau lưng của mình nè. Mấy bạn ơi, đây chính là 6 bức tượng của 6 thành viên của Hero Team á mọi người. Như anh em cũng đã biết á, thì trong tập trước á, thì Hero Team đã bị một con quái vật gọi là ma nữ đầu rắn á mọi người, hóa cho tất cả các thành viên của Hero Team biến thành đá hết trơn luôn. Thì các bạn coi nè, ở đây mình có ghi tên nè các bạn. Đây là Sammy nè, Sammy của tôi biến thành cục đá rồi các bạn ơi. Bên đây là Mimi nè, bên đây là Siro nè, còn này là Kairon nè. Hôm bữa Kairon chiên u, Kairon nhào vô quýnh cái con đó, xong rồi Kairon cũng bị biến thành đá luôn các bạn ơi, thiệt luôn á trời. Còn ở đây là Kamui nè, bên đây là Simmy nữa bạn ơi. Trời ơi, 6 người bạn của tôi bị biến thành 6 cái tượng rồi anh em ơi. Chỉ còn có mỗi mình với Mr. Dịch là chưa bị biến thành tượng thôi. Bây giờ phải tìm cách tiêu diệt cái con ma nữ đầu rắn này để giải cứu mọi người trong Hero Team thôi anh em ơi. Nếu không thì Hero Team sẽ chỉ còn lại có 2 người thôi, không được đâu. Trời ơi trời. Mà anh em biết có điều gì gọi là mà mình khóc không? Anh em biết tại sao mình lại khóc không? Là bởi vì hôm nay mình mới phát hiện ra một cái này nó còn ghê hơn nữa nè bạn ơi. Mấy bạn biết là gì không? Đây, mấy bạn hãy nhìn đây. Ở trên người của mỗi người đều có một cái vết nứt nè, bạn thấy không? Đó, có mấy cái vết nứt nè. Đấy. Riêng Kairon là nứt nhiều nhất luôn hả bạn ơi, bạn coi nè, đó mấy cái vết nứt này thấy không? Đó. Mấy bạn biết tại sao lại có mấy cái vết nứt này không? Thì theo như mình tìm hiểu á, thì những cái người nào bị biến thành cục đá mọi người, thì theo thời gian dần dần cơ thể sẽ bị ăn mòn, bắt đầu sẽ bị vỡ ra. Và nếu như người nào mà bức tượng của người nào á mà bị vỡ ra thì coi như là người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại thành người bình thường được. Trời ơi, có nghĩa là nếu như bây giờ chỉ còn một thời gian nữa thôi là Kairon mà bị nứt ra thêm nữa, là Kairon vỡ một cái là xong luôn, là coi như Kairon biến mất mãi mãi luôn. Trời ơi là trời, bây giờ phải làm sao đây? Không được rồi, mình nghĩ rằng mình phải tìm cách để có thể gọi là tiêu diệt con ma nữ này càng sớm càng tốt để giải cứu mọi người trong Hero Team thôi anh em ơi. Mà ông Dịch từ sáng giờ bạn biết không, ông Dịch đi đâu mất tiêu rồi, không tìm thấy Dịch đâu hết. Chắc là Dịch sợ quá, Dịch tìm chỗ Dịch núp mấy bạn ơi. Anh Dịch này nhát gan quá. Thôi nếu vậy thì đến một mình đã có ý tưởng này rất là hay luôn. Mình đã biết cách để có thể tiêu diệt con quái vật này rồi bạn ơi. Mấy bạn biết cách đó là gì không? Hãy đón xem để biết mình sẽ xử lý như thế nào nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt quái vật thế nào. Đây chính là cách của mình đó bạn. Mấy bạn xem đây. Cuối cùng thì trời cũng đã chiều tối rồi bạn ơi. Mà bình thường con yêu quái này nè, mỗi lần mà trời tối á, thì chắc chắn nó sẽ ra ngoài đường để đi săn mồi. Đây chính là lúc thích hợp để mình có thể tiêu diệt nó mấy bạn ạ. Mấy bạn biết mình sẽ tiêu diệt nó bằng cách nào không? Thì trước tiên á, muốn tiêu diệt được con yêu quái này thì mình phải cần phải gọi là lại gần nó, mình phải tiếp cận được nó thì mình mới có thể tiêu diệt được nó các bạn ơi. Mà tiếp cận bằng cách nào? Bởi vì khi mà chúng ta lại gần nó thì chúng ta cần nhìn vô ánh mắt của nó thôi, chúng ta sẽ bị biến thành đá liền. Cho nên là mình đã chuẩn bị cho mình một cái đầu rồng. Với cái đầu rồng này, khi mình đội lên trên đầu của bạn coi nè, mình sẽ đội cái đầu rồng lên trên đầu nha. Mình đội cái đầu rồng lên trên đầu của mình nè, bạn thấy không? Là mình sẽ bị che mất con mắt rồi, mình sẽ không thể nào nhìn thấy nó được, cho nên mình sẽ không bị biến thành đá. Đấy, hợp lý không? Hợp lý không? Nhưng mà nếu như mình đeo cái đầu rồng này lên á thì nhìn mình sẽ rất là xấu xí, nó sẽ không đồng ý kết bạn với mình đâu. Cho nên mình cần phải make up trang điểm là một tí đó, mình sẽ trang điểm cái đầu rồng thành cái đầu của một cái con khác. Ok, ở bạn coi mình trang điểm ở nhà, chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Hay à, bừng chiu. Đó bạn ơi, ghê chưa? Mình đã biến thành ma sói nè bạn ơi. Gơm. Đó, mình biến thành con ma sói nè. Bây giờ nè, nhìn mình á chẳng khác gì là một con quái vật hết các bạn ơi. Mà bình thường nha, chỉ có quái vật thì mới chơi chung với quái vật thôi. Cho nên bây giờ mình biến thành quái vật rồi, mình nghĩ là mình sẽ kết bạn được với nó bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào đó mình núp nha các bạn nha. Ok, tìm cái chỗ nào nó núp, mình chờ cho nó xuất hiện đi. Nó xuất hiện cái mình sẽ lại kết bạn nó liền. Ok, núp đằng sau cây nè, hợp lý nè, núp đằng sau cây này. Bình thường giờ này là sẽ là giờ mà nó đi kiếm ăn đó các bạn. Đứng ở đây là chờ nó ra. Ui, mình nghe tiếng nó bạn ơi. Trời tối rồi. Chờ đến lúc mà ta đi kiếm anh thôi, đói bụng quá. Bụng quá. Đúng y như những gì mình nghĩ bạn ơi. Nó đang đi kiếm ăn rồi, để mình lại kết bạn nó mới được. Chào bạn. What the hell? Bạn bè gì trời, từ bé giờ chơi mình đâu với bạn bè đâu. Ôi trời ơi, mới đó bạn quên tôi rồi hả? Tôi là ma sói, là bạn của bạn. Lúc trước á, tôi với bạn hay chơi nhảy dây rồi bắn dây thun với nhau á, bạn không nhớ hả? Chơi đá cầu nữa, nhớ chưa?
Mày thích xào không? Thích tào lao không? Mày nhìn tao có chân không mà chơi nhảy dây? Ừ ha, tính ra mình kêu là chơi nhảy dây rồi đá cầu. Tính ra con rắn đâu có chân đâu đá cầu ta. Đúng rồi, mình nhớ rồi. Ngày xưa mình với bạn chơi đuổi bắt. Đúng rồi, mà bạn thua mình hoài tại bạn không có chân. Còn mình có đến tận 4 cái chân lận. Ừ, bao nhiêu chân kệ mi. Ta xinh đẹp như thế này mà ta đi làm bạn với một cái con chó xấu xí như mi hả? Ê, tôi là con sói nha, chứ phải là con chó nha. Nói cho đàng hoàng nha. Thôi nhưng mà thì là con chó sói. Rồi, con chó sói được rồi, ok. Nhưng mà nói chung là bạn bè lâu ngày gặp nhau, tôi có quà tặng bạn nè, tôi tặng bạn mấy bông hoa nè. Đó, hết rồi, hết không? Đẹp không? Hoa mày bị điên à? Hoa thôi, đẹp, 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 đẹp. Hoa cỏ gì, hoa cỏ gì? Tào lao, tào lao. Ta đây, đường đường là một bậc quái vật nổi tiếng vùng này. Hôm nay, ta đang đi săn những mục tiêu cực kỳ nguy hiểm và vô cùng quan trọng. Thời gian đâu ở đây chơi hoa chơi cỏ với ngươi? Tào lao, đi gì cả vậy? Trời ơi, mấy bạn ơi, tính ra con rắn này á, nó là nữ mà nó không thích hoa á, bạn ơi. Vậy nó thích cái gì ta? Ờ, bình thường con rắn hả? Ừ, đúng rồi. Rắn là thường thì nó sẽ ăn thịt động vật. À, đúng rồi. Mày quá, mình cứ chuẩn bị theo một ít thịt mấy bạn ơi. Đây, mình cứ chuẩn bị cho mình thịt nè. Đây, đây, đây. Ơi bạn rắn ơi, bạn rắn, đợi mình với bạn rắn ơi. Đừng 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 qua đó, nguy hiểm lắm. Người ta đang đi săn cứ hét lầm lên là ai ta săn thôi. À rồi rồi, mình biết bạn đi đang đi săn rồi, nhưng mà mình nói bạn nghe nè, đây mình có thịt gà, thịt bò nè, bạn ăn đi, bạn khỏi cần đi săn nữa. Wow, trời ơi. Thịt gà tươi. Thơm quá trời đất luôn. Ủa móc đâu vậy? Trời ơi, thịt gà này sáng nay tôi đi bắt, tôi săn mấy con gà đem đến đây tặng bạn á. Bạn bè lâu ngày gặp nhau phải có quà chứ, hiểu không? Ờ. Làm con sói mà đi bắt con gà là cảm thấy thèn rồi. Giờ sói pro VIP người ta đi bắt voi, bắt khủng long. Ê thôi, bạn ơi. Tôi, bạn biết không, tôi là trẻ mồ côi mà. Ngày xưa ba mẹ của tôi là ma sói á. Ba mẹ tôi đi bắt khủng long xong bị khủng long nó ăn lại á. Cho nên là tôi giờ tôi mồ côi luôn rồi. Gì vậy trời? Hay. Tính ra là nhìn trông cũng có vẻ gọi là hung dữ, mặc dù mặt thì không đẹp trai lắm. Thôi rồi, có lòng tặng cho chín con gà rồi thì ok, rồi bây giờ chấp nhận là cho ông Trung về hội nè. Nhưng mà nếu mà muốn chơi với ta là phải biết săn mồi nè. Đó, phải thật sự dũng mãnh, và quan trọng là nếu như săn được một con gà, ta ăn 8 phần, ngươi ăn 2 phần, chịu không? Rồi được luôn, bây giờ tôi mà săn được con gà, tôi chỉ xin hai cái đùi thôi, tôi chừa cho bạn hai cái phao câu được không? Gì mất dạy vậy? Nhầm, tôi ăn cái phao câu. Ăn được cái đầu và cái phao câu thôi. À, tôi ăn cái đầu, tôi ăn cái phao câu, còn hai cái đùi tôi nhường cho bạn nha. Rồi rồi, ok, ok. Ok, ok. Rồi, ok. Vậy giờ bọn mình làm bạn nha. Ủa mà khoan, bạn là rắn cái hay là rắn đực vậy? Trời ơi, mình xinh đẹp như một hoa hậu như thế này mà nó kêu mình đánh cái đánh đực. Tất nhiên ta là công chúa rắn rồi. À, công chúa rắn hả? Ok bạn ơi, đúng bài luôn, đúng bài luôn ha. Ok ok, được được được. Ê, thôi được rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm bạn với nhau đi. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đi săn mồi với nhau bạn nhé. Ok, rồi. Nhưng mà quan trọng là ngươi phải đi theo ta, phải lặng lẽ thôi. Đó mới là đỉnh cao của kỹ năng săn mồi. Không được phép gọi là la to đâu nha. À, ok ok, bạn yên tâm đi. Mình không bao giờ mình la to đâu. Đi 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 đi. Ôi, đi chạy lắm lắm vậy. Ờ, đi chậm chậm hả? Trời ơi, tính ra mình là sói sao mình đi chậm được bạn? Mình đi chậm mày mấy cái anh đi bắt mồi nè, tao nói ngươi nghe nè, ngươi phải nghiên cứu đối thủ trước, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng hiểu không? Là sao? Đây này, tao nói ngươi nghe à, ví dụ nhà của cái tên màu vàng này đó, thằng này nổi tiếng là keyboard, nên là không dụ được nó ra ngoài đâu. Phải bày đồ ăn trước cửa nhà nó mới chịu chui ra hiểu không? Biết rồi. Ôi, chết rồi bạn ơi, bây giờ cái con rắn này nó đang tính tấn công nhà anh Mr. Dịch đó bạn ơi. Không được, mình phải dụ nó đi ra chỗ khác mới được, không thôi anh Dịch sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn bạn này bạn nhà ơi, con này nó lùn tì là đó, con mẹ này nhà nó có cao có 1.5 rồi đó, phải đi mua thuốc tăng chiều cao để trước cửa nhà nó hiểu không? Ok mình hiểu rồi, nhưng mà bạn ơi mình nói bạn nghe nè. Đây. Bây giờ á mình vô mình săn mồi á, người ta thấy bạn người ta la lên rồi sao, mà bạn làm cách nào để bạn săn được con mồi? Đúng là sao bạn cười? Nhìn cái mặt ngươi là biết từ đó đến giờ á, cái loài chó sói các ngươi đi săn lùng á chỉ có đi cạp người ta thôi chứ đâu biết làm cái gì đâu. Ê, bạn ơi, tính ra bạn không biết hả? Loài chó là gọi là loài động vật thông minh, gọi là người ta rất là thông minh luôn nha. Chứ bạn nói bạn làm như bọn tôi ngu vậy á. Bọn tôi là chó sói đó. Trời ơi, có ngu thì mới đi cạp người ta chứ bây giờ lỡ người ta cầm cái gậy người ta chọi vô cái mỏ phải bay cái hàm rồi không? Vậy chứ bây giờ bạn đi săn mồi sao? Bây giờ á, nếu ngươi thực sự muốn biết, ta sẽ sẵn sàng giới thiệu cho ngươi biết. Hãy nhìn vào ta nè.
Ngươi nhìn thấy cái gì trên đầu tao? À, tôi thấy cái đầu của bạn giống như là 5 tháng rồi chưa gọi đầu á. Cái đầu bạn gì đâu mà nhìn nó ghê quá. Tao đâu? Nhìn kỹ không? Nhìn à, kỹ không? Cái gì đây? Cái đầu của bạn là mấy con rắn đúng không? Đúng rồi. Đó, đầu này có rất nhiều tác dụng luôn. Tác dụng đầu tiên, không cần phải cột tóc. À, tác dụng đầu tiên không cần cột tóc. Ê, em xàm cái gì? Xàm cái gì thì có gì đâu liên quan gì đến săn mồi. Trời ơi, ngươi lại không biết rồi. Thế thì mời ngươi qua tác dụng thứ hai. Hãy nhìn những con rắn trên đầu ta. Ta có một sức mạnh pháp thuật đặc biệt, khả năng mà chỉ một mình ta có. Nếu như đối thủ có vô tình nhìn vô những con rắn trên đầu ta thì chúng sẽ ngay lập tức bị hóa. À, vậy là có nghĩa là bây giờ ai nhìn vô cái đầu của bạn, nhìn thấy mấy con rắn đó là sẽ bị hóa đá đúng không? Đúng rồi, biến thành đá luôn. À, ghê vậy. Ủa mà bạn ơi, vậy thì còn làm cách nào để người ta từ hóa đá trở thành bình thường? Hóa đá thành bình thường à? Đợi ta mang về nhà rồi ta biến lại thành bình thường người ta ăn thịt thôi. Trời, vậy đâu được. Tính ra là mình biết là bạn sẽ đem về biến người ta trở lại bình thường rồi. Nhưng mà bạn có cách, bạn có cách nào mà để không cần đến bạn mà người ta vẫn biết là thành bình thường không? Hoặc gì câu khó dữ vậy, từ đó nhờ đi bắt mồi không mà có bao giờ đi thả mồi đâu mà biết. Nhưng mà lời nguyền này là lời nguyền vĩnh cửu. Chừng nào ta còn tồn tại trên cái cuộc đời này thì phép thuật đấy sẽ không bao giờ bị phá hủy nếu như ta không ra tay. À, vậy có nghĩa là bây giờ tôi chỉ cần tiêu diệt bạn à, người ta sẽ trở lại bình thường đúng không? Đúng rồi, chỉ cần đánh bại được ta thì phép thuật sẽ bị mất. Nhưng mà rất tiếc, nhìn vô ta thôi là đã hóa đá rồi thì đánh cây gì nữa. Đúng rồi, người ta chỉ cần nhìn bạn thôi là người ta biết thành cục đá. Làm sao ta quýnh được bạn được? Trời ơi, bạn mạnh quá, tôi hâm mộ bạn. Đây quá. Ôi, sao bạn? Thử không? Không muốn thử hóa đá không? Thôi trời ơi, bạn sao bạn hóa đá được tôi được? Tôi là ma sói mà bây giờ bạn hóa đá tôi không được đâu. Tại tôi cũng là quái vật giống bạn mà. Thôi rồi, bây giờ thế này nè. Bây giờ mình với bạn đi săn mồi đi. Bạn qua bên kia săn mồi đi để mình bên đây cho. Qua bên này nè. À khoan từ, bạn ơi, lại đây mình nói bạn nghe nè. Bạn, mình thấy bạn đẹp quá cho nên là bạn cho mình chụp bạn bức ảnh được không? Chụp gì? Chụp sao? À, tôi chụp bạn bức ảnh đem đi post Facebook thôi à, chứ không có gì đâu. Kiểu như là kết bạn mới không? Đó. Chết rồi, mà còn chơi Facebook nữa. Ủa, bây giờ chụp lại đi má. Trời ơi, ma sói cũng chơi Facebook mà kệ người ta. Rồi bây giờ bạn vô đây, bạn vô đây nè. Đứng trong đây cho đẹp bạn ơi, đứng trong đây cho đẹp nè. Rồi ok, bạn nhìn tôi nha, Rồi bạn đứng đi, bạn nhìn tôi nha. Ok rồi, đây để tôi chụp bạn. Rồi đứng im, đứng im. Không chưa cho nội đứng mọi chân quá. Rồi được rồi bạn ơi, ảnh đẹp quá trời đẹp luôn nè. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn. Thôi được rồi, bây giờ tôi post tấm này lên Facebook bảo đảm là được 1000 like luôn á. Rồi bạn đi săn mồi đi, mình đứng ở đây mình chờ. Rồi ok, đứng đây đi săn mồi coi. Hi okay. Cha, đã biến luôn. Trời à, cho mày hóa đá luôn con. Bạn okay. bạn biến cái con này thành cục đá luôn vậy? Sao bạn ác quá vậy bạn? Trời ơi, con gì đã biến thành đá? Trời ơi, bây giờ quái vật là còn không ác nữa thì gọi gì là quái vật? Tào lao. Trời ơi, hay quá bạn ơi, hay quá. Ồ, ok anh em ơi. Mình hiểu rồi bạn ơi. Hóa ra cách để có thể gọi là hóa giải được lời nguyền đó chính là phải tiêu diệt được nó thì mới có thể hóa giải được lời nguyền bạn ơi. Vậy thì mình đã có cách rồi. Mấy bạn biết tại sao mình lại đòi chụp ảnh đó không? Bạn coi nè, đây mình chụp ảnh cái mặt của nó nè. Tại vì á, nó cũng là con gái. Mà thường con gái á, là không thích ai đẹp hơn mình đâu. Cho nên là mình nghĩ rằng mình chụp cái mặt nó lại. Sau đó mình sẽ nói rằng là có một người đẹp hơn nó đó. Xong nó sẽ chạy đến. Nó chạy đến xong nó xem coi đó là ai. Sau đó sẽ mắc bẫy của mình. Đó, bạn thấy mình ghê không? Thông minh không? Thông minh, thông minh quá trời thông minh luôn à. Ok, bây giờ mình sẽ xây cái bẫy nha các bạn. Let's go. Rồi ok bạn ơi, mình đã xây xong cái bẫy nè. Thì đây mình sẽ cho bạn xem cái bẫy của mình nha. Thì ở bên dưới đây các bạn coi nè. Đấy, ở bên dưới đây mình đã để cho mình rất là nhiều kính luôn. Thì cái con ma rắn này các bạn, thì nó nói với mình á là khi mà nó nhìn vào ai á thì người đó sẽ bị biến thành rắn. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như nó tự nhìn bản thân nó thì nó cũng sẽ bị biến thành, à không, biến thành đá chứ nhầm, biến thành rắn là sao đó. Thì có nghĩa là khi mà nó tự nhìn bản thân nó trong gương á thì nó cũng sẽ bị biến thành đá luôn bạn ơi. Cho nên là mình đã xây mấy tấm gương đây nè. Khi mà nó bị rơi xuống ở đây nha là nó sẽ nhìn xung quanh đây, nó thấy gương là tự thấy nó trong gương, là tự động nó sẽ cũng bị biến thành đá luôn. Lúc đó thì mình đã có thể tiêu diệt được nó các bạn ạ. À. Đấy. Và mọi người trong team sẽ trở lại bình thường, mình chỉ cần đập vỡ cái bức tường của nó thôi là coi như nó biến mất mãi mãi luôn. Đó, ghê không, ghê không? Thì cái bẫy này mình xây ở bên dưới cái đống cát nè các bạn. Một tí nữa mình chỉ cần đập cái bẫy ra cái là con quái vật nó sẽ con ma rắn sẽ rơi xuống dưới liền luôn. Ok, rồi. Bây giờ tiếp theo nè,
mình sẽ làm một cái gì đó mồi gì để dụ cái con rắn này tới nha. Thì đầu tiên mình sẽ xây cho mình một cái cục này nè. Đấy, xây cho mình một cái cục len lên như thế này. Đấy, sau mình sẽ xây cái đuôi ra cho nhìn giống con rắn, mày hiểu không? Đấy, đây là lý do vì sao mà nãy mình xin chụp ảnh đó nè bạn. Đấy, mình sẽ để cái hình lên đây. Sau đó mình sẽ gắn cái mặt nó lên. Đấy. Đó, bây giờ nó chỉ cần nhìn từ xa là nó sẽ tưởng có một con rắn nào đó, xong chạy lại nó đứng nó nói chuyện, hiểu không? Xong mình sẽ đứng ở đây, mình khởi động cái bẫy là tự động nó sẽ bị rơi xuống dưới. Đó, quá hay luôn các bạn ơi, bạn thấy mình thông minh không? Mấy con rắn này nó ngu lắm bạn ơi, cho nên là bạn yên tâm, mình sẽ dụ được nó mà. Ok. Rồi, chuẩn bị tiêu diệt nó thôi anh em ơi. Hay, trời ơi, con rắn này lâu ghê luôn á anh em nhìn kìa, ở bên nóc nhà của ca mui có một cái con gà bị biến thành đá kìa các bạn, tội nghiệp ghê luôn á trời. Cái con rắn này đúng là ơi, nó về rồi. Ơi bạn rắn ơi, trời ơi, có đi săn được gì không bạn? Từ nãy giờ tôi không săn được gì hết trơn à, buồn quá. Trời ơi, săn được quá trời đất luôn. Lấy qua cái nhà màu xám xám bây giờ lụm được hai con mèo nào đó, lụm được hai con mèo biến nó thành màu, xong gọi là màu bành đá luôn nè. Đó, một con nè. Ôi, đó, hai con. Đó. Ủa khoan từ, hình như là cái nhà màu xám là nhà của Sammy mà lụm được hai con mèo. Ủa, có khi nào là bé Cam với bé Bông không ta? Trời, có khi nào con rắn này nó biến bé Cam với bé Bông thành cục đá không ta? Trời, Cam ơi, Bông ơi, rồi xong luôn rồi bạn ơi, Cam Bông bị biến thành đá rồi bạn ơi, toang rồi. Không sao sao. Vậy Cam Bông gì? Cam Bông là cái gì? À không có gì hết bạn ơi. À mà khoan, từ. Bạn ơi, tôi nói bạn nghe nè. Hồi nãy tôi thấy có cái ai bên kia nhìn mặt y hệt bạn luôn. Qua coi thử đi. Đâu? Đứa nào? Kìa. Bên đây nè. Có cái gì vậy? Kìa. Ủa? Cái gì kìa? Lão nhìn mặt chúng ta dữ vậy. Thì đó, tôi không biết nữa. Tôi tưởng có mỗi mình bạn trên đời này là xinh đẹp nhất rồi. Ai về cũng có một người đẹp y hệt như bạn luôn. Ờ, ghê thiệt. Cái gì? Sao lại có đứa ảo ma Lazada đi Tiki Lazada vậy? Ờ, tôi không biết nữa, bạn coi thử đi, tôi không biết nha. Ok. Đặt cái bẫy. Không được rồi. Ôi. Chết rồi, trên đời này ta là người đẹp nhất. Tại sao này thì đẹp nhất này, này thì đẹp nhất. Ôi, sao lại trời ơi, bạn đây bạn chơi trò gì vậy? Hả? Chơi trò gì hả? Trời ơi, ngươi đã bị mắc bẫy của ta rồi, ngươi không biết sao? Hãy nhìn xung quanh ngươi đi, xung quanh toàn là gương kìa. Hà, ngươi sẽ chuẩn bị biến thành đá rồi. Ủa sao xung quanh toàn gương dữ vậy? Trời ơi, ta biết rằng là khi bất cứ ai nhìn vào mặt ngươi thì sẽ bị biến thành đá. Vậy có nghĩa là ngươi sẽ nhìn vô gương, ngươi tự nhìn thấy mặt của ngươi là ngươi cũng sẽ bị biến thành đá đúng không? Chuẩn bị chết đi. Ui trời ơi, bạn coi kìa, cái con rắn ma nữ bị biến thành cục đá rồi kìa bạn ơi. Đâu, để mình xuống mình xem coi. Ui trời ơi, bạn nhìn nè, nó biến thành cục đá rồi, mà trên đầu của nó còn mấy con rắn cũng bị biến thành đá luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt chứ. À, vậy là có nghĩa là mình đã tiêu diệt được con rắn này rồi bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cần đem cái tượng rắn này về ha, mình đập bể nó ra thì chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt vĩnh viễn, không bao giờ có thể hồi sinh được. Và mọi người trong làng sẽ được gọi là hồi sinh lại mọi người ơi. Ôi trời, vui quá. À, con rắn này ha, dám gọi là biến Hero Team trở thành đá hả? Ngươi biến Kairon, biến Mr. Dịch, biến Siro thành đá, tao không nói. Còn ngày ngươi dám biến Sammy của ta thành đá là ngươi sai rồi. Ngươi sai rồi, ngươi đụng đến ta, ngươi đụng đến Sammy là ngươi sai rồi. Bây giờ tao sẽ đem ngươi về, tao quăng ngươi vô trong toilet. Đi đi đi, nhanh lên. Hey, rồi ok bạn ơi, sau khi mình đem cái tượng của con rắn này lên trên đây nè bạn, thì bây giờ á, mình đã chuẩn bị một cái cúp này nè. Mình sẽ dùng cái cúp này để mình đập cái tượng con rắn này ra bạn ơi, để cho nó sẽ bị gọi là tiêu diệt mãi mãi và không bao giờ hồi sinh lại được nha bạn nha. Ok. À, con rắn này hả, đập cho mày một cái nè. Ui, rồi xong nó biến mất rồi bạn ơi. Đây mình sẽ gõ thêm mấy cái nha. Búp. Wow, nó biến thành cục đá luôn rồi bạn ơi. Ha, nó bị vỡ mất tiêu rồi. Yes, ok. Quá đỉnh luôn. Từ để xem coi. Ủa có gì đây? Ủa mình lượm được gì đây? Ủa? Ui, trời ơi, cái đầu của nó mấy bạn ơi. Cái gì ghê vậy trời. Tính ra là cái con này á, là mình tiêu diệt nó là nó sẽ rơi ra cái đầu của nó luôn bạn ơi. Ghê thiệt chứ. Từ. Ủa mà cái đầu này dùng để làm gì ta? Sao mình cầm trên tay nhìn thấy hơi ghê á. Ui trời ơi, bạn nhìn nè. Cái đầu của nó mở mắt ra kìa bạn. Chứ cái gì mà ghê vậy? Ủa mà khoan, cái đầu của con này là dùng để biến mọi con vật trở thành gọi là đá đúng không? Vậy có nghĩa là mình dùng cái đầu này để mình có thể biến mấy con vật trở thành đá được không ta? Đâu mình thử nha. Ở chỗ này mình có con heo nè, đâu mình thử biến con heo thành đá coi. Ha. Ui. Trời ơi, nó biến thành đá thiệt luôn các bạn ơi, cái gì mà ghê vậy? Wow, xịn quá à. Trời ơi, xịn nha bạn ơi, cái này hay nè. Vậy là bây giờ cái cục này mình chỉ cần gọi là cầm cái đầu của nó, mình đi mình biến bất cứ con gì trở thành đá cũng được phải không ta? Đâu để mình đi vòng vòng đây kiếm coi có con gì lạ mình biến thành đá coi. Ui, bên kia có con creeper kìa bạn ơi. Quên creeper, ai cho mày vô nhà của chị Camu vậy mày? Ra đây mày.
Đây, mình mấy bạn coi mình biến con creeper trở thành đá này nha các bạn nha. Đây 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 đây. Ui. Wow, nó biến thành cục đá rồi các bạn ơi, ghê được chứ. Trời ơi bạn ơi, vậy là từ bây giờ mình sẽ có siêu năng lực của con rắn này bạn ơi. Mình sẽ biến tất cả mọi con vật trên đời này trở thành đá được luôn. Ôi trời ơi, xin. Ui, vậy tính ra mình dùng cái cục này để mình gọi là đi mình cho hero team cũng được luôn các bạn ơi. Biến mọi người trong team thành cục đá. Ờ, sau đó hồi sinh mọi người trở lại. Ồ, hợp lý. Ôi, vậy là bây giờ mình đã có thêm một món bủ bói để mình gọi là cho mọi người trong hero team rồi các bạn ơi. Và trong tập này mình đã có được món bủ bói. Không những vậy, mình còn đã có thể gọi là giải cứu được tất cả thành viên của hero team luôn. Ôi, quá tốt luôn bạn ơi. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thích video này đừng quên hãy để cho Phong một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên like qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình phải về nhà để mình gọi là hồi phục trở cho mọi người trở lại bình thường thôi, chứ không thôi mọi người sẽ biến thành cục đá mãi mãi luôn á là không được đâu. Ok, từ để mình về hồi phục cho mọi người nè. Yes, vậy là từ nay mình có siêu năng lực rồi. À khoan, nếu như bạn nào muốn mình dùng cái siêu năng lực biến mọi thứ thành đá này á đem đi cho Hero Team thì nhớ bình luận cho mình biết nha. Mọi người ơi, tôi về cứu mọi người đây. Mọi người yên tâm, có tôi đây rồi.